Ngày 12 tháng 7, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh. Trong vụ án này, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày quan điểm luận tội, xác định bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty AIC, hiện đang trốn lệnh truy nã, là chủ mưu, chỉ đạo thực hiện tham gia, dựa vào mối quan hệ để thông thầu, được trúng nhiều gói thầu tại Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại lớn cho nhà nước. Trước đó ngày 11 tháng 7, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị mức án đối với bị cáo Nhàn từ 22 tới 24 năm tù về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt đối với hai bản án trước đó, buộc bị cáo Nhàn phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù. Tham gia bảo chữa cho bị cáo, ngày 12 tháng 7, các luật sư, có 3 luật sư gia đình bị cáo Nhàn mời và 2 luật sư chỉ định nêu quan điểm bảo chữa cho rằng không thể xác định thân chủ của mình, bị cáo Nhàn đang bỏ trốn, bởi vì cựu chủ tịch AIC đã xuất cảnh vào ngày 19 tháng 6 năm 2021 mà không bị áp dụng bất kỳ hạn chế nào như tạm hoãn xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú. Trình bày quan điểm đối đáp, đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục khẳng định các kết quả điều tra, chứng cứ đều xác định đủ cơ sở căn cứ chứng minh cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu của vụ án. Đồng thời, việc xét xử vắng mặt đối với bị cáo này đang trốn lệnh truy nã là hoàn toàn đúng quy định pháp luật để giải quyết triệt để vụ án. Ngày 12 tháng 7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa nhóm đối tượng chuyên phát tán mã độc, chiếm đoạt quyền điều hành các hội nhóm mạng xã hội để thu lợi bất chính. Trước đó, bà DTPD, 35 tuổi, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, có đơn trình báo về việc bị chiếm đoạt quyền quản trị viên nhóm mạng xã hội Facebook có gần 100.000 thành viên. Qua xác minh, bà D đã bị các đối tượng sử dụng mã độc để chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, từ đó chiếm đoạt quyền quản trị hội nhóm. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng nhanh chóng xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi trên đang ở tại một căn nhà thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Kiểm tra tại đây, công an phát hiện Nguyễn Văn S, 27 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh, cùng 4 người khác đang phát tán các tập tin chứa mã độc nhằm thu thập dữ liệu trong thiết bị điện tử của người dùng. Nhóm này sử dụng các dữ liệu trên để chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của các nạn nhân để sử dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật nhằm thu lợi bất chính. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng đã trao trả nhóm mạng xã hội Facebook bị chiếm đoạt cho bà D. Một đường dây chuyên sản xuất, bán buôn thuốc nam giả quy mô lớn vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội triệt phá. Khám xét khẩn cấp địa điểm kinh doanh, sản xuất và kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ gần 3 tấn thuốc nam không rõ nguồn gốc xuất xứ cùng vỏ bao bì, hộp nhựa, tem nhãn giả cùng một máy in màu dùng để phục vụ quá trình làm hàng giả. Theo điều tra, từ cuối năm 2023, Trung Văn Diễn có hộ khẩu thường trú tại phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, nhận thấy các sản phẩm thuốc nam hỗ trợ sinh lý của thương hiệu Khấu Vài Lẻng do hợp tác xã dược liệu Nam Dược Mạc Minh, tỉnh Hà Giang sản xuất, dễ bán trên thị trường. Diễn đã bàn với Nguyễn Đắc Dũng, sinh năm 1981, trú tại tỉnh Hòa Bình, tổ chức sản xuất hàng giả. Diễn thuê một căn hộ chung cư tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội làm địa điểm kinh doanh. Đồng thời, đối tượng chỉ đạo 10 nhân viên lập fanpage giả mạo trang fanpage chính hãng và sử dụng số điện thoại gần giống số điện thoại của doanh nghiệp phân phối thuốc nam để đánh lừa khách hàng đang bán thuốc giả. Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội, việc sản xuất thuốc nam giả của các đối tượng trên vô cùng tinh vi. Các đối tượng khai nhận đặt mua nguyên liệu thuốc nam không rõ nguồn gốc có giá rẻ. Tính đến đầu tháng 7 năm 2024, các đối tượng trên đã tiêu thụ hàng chục nghìn sản phẩm thuốc nam giả, thu lời bất chính hàng tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương sớm trình phương án cho người dân bán lại điện mặt trời mái nhà. Theo đó, để khuyến khích nguồn điện sạch, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu thí điểm cho phép điện sản xuất dư không dùng hết sẽ được bán lên lưới quốc gia. Tuy nhiên, sản lượng bán không vượt quá 10% tổng công suất. Bộ Tài chính và Bộ Công Thương được giao cùng nghiên cứu các quy định giá mua với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN chịu trách nhiệm mua sản lượng điện dư, song phải bảo đảm an toàn hệ thống. Từ mùng 1 tháng 8, người dân có thể bấm biển số xe trên ứng dụng định danh điện tử VNEID. Đây là quy định đáng chú ý tại Thông tư 28/2024 của Bộ Công an, sửa đổi bổ sung Thông tư 24/2023. Theo đó, từ ngày 1 tháng 8, chủ xe không phải đưa phương tiện đến cơ quan đăng ký xe như trước, đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính để nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Khi nhận giấy tờ và biển số xe, chủ xe sẽ gửi cho cơ quan đăng ký xe phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng có dán bản trà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất qua bưu chính. Cũng từ ngày 1 tháng 8, chủ xe thực hiện bấm biển số trên cổng dịch vụ công hoặc trên ứng dụng VNEID. Khi đó, cổng dịch vụ công và VNEID thông báo biển số xe được cấp, hướng dẫn nộp lệ phí đăng ký xe qua tin nhắn điện thoại, thư điện tử hoặc thông báo trên ứng dụng này để chủ xe nộp tiền qua tiện ích thanh toán online. Tiếp đó, cán bộ đăng ký xe thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe lần đầu trực tuyến từ cổng dịch vụ công VNEID để chuyển về hệ thống đăng ký quản lý xe, đồng thời in giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe, trình lãnh đạo duyệt trước khi trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe qua bưu điện. Thông tư số 28/2024 cũng sửa đổi bổ sung quy định về việc từ ngày 1 tháng 8, chủ xe có thể kê khai thủ tục đăng ký xe lần cuối với xe sản xuất lắp ráp trong nước thông qua cổng dịch vụ công hoặc trên ứng dụng VNEID. Theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới được Quốc hội thông qua, biển số mô tô xe máy sẽ được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm không thấp hơn 5 triệu đồng. Ngoài ra, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, đối với biển số ô tô, ngoài biển có nền trắng, chữ và số màu đen đang được đấu giá như hiện hành, luật mới cũng cho phép đấu giá biển số màu vàng, chữ và số màu đen cấp cho xe kinh doanh vận tải. Trong trường hợp khi hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký hoặc có nhiều người đăng ký nhưng chỉ có một người tham gia đấu giá hoặc có nhiều người tham gia nhưng chỉ có một người trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm thì người đó sẽ được xác định là người trúng đấu giá. Biển số xe trúng đấu giá sẽ được quản lý và cấp phát theo quy định tại Điều 39 của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Điều này có nghĩa là việc chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho hoặc thừa kế xe gắn biển số trúng đấu giá đều phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt của pháp luật. Số tiền thu được từ hoạt động đấu giá biển số xe sau khi trừ đi các chi phí tổ chức, quảng cáo và quản trị hệ thống đấu giá sẽ được nộp vào ngân sách trung ương. Theo một nghiên cứu mới xem xét dữ liệu khí hậu trong hàng nghìn năm qua, hiện tượng El Nino tiếp theo có thể được dự đoán sớm hơn 2 năm. Điều này cho phép con người có thể sẵn sàng chuẩn bị trước cho những thiên tai như hạn hán, bão lụt. Dao động El Nino Nam bán cầu ENSO là một chu kỳ khí hậu được đặc trưng bởi sự làm mát La Nina và làm ấm El Nino của bề mặt phía bên trên vùng trung tâm và phía đông Thái Bình Dương nhiệt đới. Đây là một trong những kiểu thời tiết mạnh nhất và dễ dự đoán nhất ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu. Ở Mỹ, cả El Nino và La Nina đều ảnh hưởng đến bão ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. La Nina làm suy yếu hoạt động của bão ở phía đông Thái Bình Dương và làm mạnh hơn ở Đại Tây Dương. El Nino thì ngược lại. Emily Becker, nhà khoa học về khí hậu tại Đại học Miami, Mỹ cho biết dự đoán ENSO rất có giá trị đối với việc lập kế hoạch khẩn cấp và quản lý tài nguyên. Sử dụng nhiều mô hình khí hậu khác nhau, các nhà khoa học thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia NOAA của Mỹ đã dự báo các sự kiện ENSO trước khoảng 6 đến 12 tháng. Nhưng nghiên cứu mới đây cho thấy họ có thể dự đoán hiện tượng này trước 2 năm, sớm gấp đôi thời gian trước đây.